Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Không phải lúc trước chị nói với tôi chưa từng yêu hay sao? Chuyện là như vậy. Tôi cảm thấy quan hệ giữa nam nữ chân chính được quyết định có lẽ là gặp người lớn trong gia đình. Dài quá không xem. Tin của ai vậy? 10.086. Họ cứ luôn nhắc nhở tôi đăng ký gói nhạc chuông. Nói nhạc chuông đó thì có ý nghĩa gì? Đó là thứ mà lúc trẻ mới thích. Vài ngày trước vừa mới mua ở Quốc tế Kim Mừng. Tốn mất hơn 6.000 của tôi. Hơn nữa còn là hoạt động giảm giá. Đẹp, đỉnh vậy sao? Anh Trần, cậu cũng nên mua một chiếc đồng hồ cao cấp đi. Hiện tại cậu đang đeo đồng hồ hàng phách nhỉ? Tới khi đó còn phải lên đài truyền hình kiến nghiệp đó. Không bằng cũng mua một chiếc đồng hồ làm trang sức chút đi. Chiếc đồng hồ này là do bố mẹ mua. Lúc thi cấp 3 bọn họ lo lắng tôi bỏ lỡ thời gian làm bài, đặc biệt tặng cho tôi. Tôi không thể nào vì hiện tại cuộc sống không tồi mà vừa đi mà vứt đi kỷ vật đã làm bạn cùng với cả con đường phấn đấu tới đây được. Thì ra là như vậy à. Thật ra ấy, chỉ có người đàn ông trẻ tuổi mới thích đeo đồng hồ. Những người đàn ông trưởng thành giống như là chúng tôi thường thích đeo vòng số. Anh Trần, vòng số là gì? Vòng số của người đàn ông là để chỉ thẻ số ở trung tâm mua sắm, ở trung tâm tắm. Lúc tắm phải đeo vào trên tay, nó gần giống với dây chìa khóa đánh số tủ khi đi bơi. Loại vòng số của một vị khách hàng của một vị khách quý tầng 3. Được rồi, họp nào. Một là tổng kết lại kinh nghiệm khai phá thị trường Đại học tỉnh Tô Đông, hai là kế hoạch phát triển mở rộng bước tiếp theo, ba là tuyển dụng nhân viên thị trường. Tiểu Vũ sẽ in quảng cáo tuyển dụng đã đặt ra phát cho mọi người. Tuyển dụng do yêu cầu phát triển nghiệp vụ, Rocket 101 đặc biệt công khai với xã hội tuyển dụng cán bộ cốt cán của bộ phận thị trường. Tiền lương là 2.000, dựa theo thành tích có thể tích được phần trăm. Chúng tôi là công ty dựng nghiệp của sinh viên. Thời gian đầu công việc hơi vất vả, có yêu cầu tăng ca, nhưng lực ngưng tụ rất mạnh, cần biết về vị trí. Phàm là điểm tôi nói cần phải sửa đổi, Tiểu Vũ ghi lại in lại một phần nữa. Tuyển dụng do yêu cầu phát triển nghiệp vụ, Rocket 101 đặc biệt công khai với xã hội tuyển dụng cán bộ cốt cán của bộ phận thị trường. Những điều cụ thể cần biết về vị trí thì nghe theo chị Tĩnh sắp xếp. Chủ yếu là tuyển dụng bộ phận thị trường, nghe theo chị ấy cả. Sửa nhiều như vậy không sao, chẳng ai nào vừa sinh ra đã hiểu những thứ này. Thông tin quảng cáo không thích hợp để lộ quá nhiều thứ về nội bộ công ty, nhưng cũng không thể nói dối, cần nắm giữ điểm cân bằng trong đó. Nếu không phải là biết cậu là một sinh viên đại học thật sự, cho rằng cậu là tiếp thị đa cấp. 5 tháng sau, đoàn đội thị trường dưới mọi sự lãnh đạo của Khổng Tĩnh bắt đầu xuất phát tới các tỉnh thành cách vách. Trần Hán Thăng tiếp tục ở lại kiến nghiệp phối hợp với một loạt hoạt động của trường học. Gần đây, lãnh đạo tới quan sát từng đợt nối tiếp từng đợt. Trần Hán Thăng thân là học sinh đại diện cho trường, thường xuyên phải ngồi ở bên cạnh tiếp chuyện, cũng thật là nhàn rỗi. Lá thông cũng đã sửa lại giống với cây thông Giáng sinh rồi. Sớm biết thì đã không gây ra mâu thuẫn với Trần Hán Thăng rồi, căn bản là không thể nào áp đặt Trần Hán Thăng. Là minh tinh siêu cấp mà trường học đánh giá cao, các loại tòa nghiên đều nghiêng về phía cậu ta. Khi đó cảm thấy quán trà sữa gặp gỡ quá là rêu rao, còn định thu lại về làm phòng hoạt động riêng, chuyên biệt của học sinh viện quốc giáo. Còn may là không làm. Lãnh đạo tới rồi. Xin chào sở trưởng mộ. Hiện tại gọi tôi là sở trưởng mộ sao?
lúc cậu ở nhà tôi gọi tôi là dì Mộ đấy nhé. Tôi cùng bố của hắn thằng là bạn học cấp 3. Thì ra là như vậy. Tầng quan hệ của Trần Hán Thăng coi như là thiếu hoa trên gấm rồi. Nếu như Mộ Kha được điều tới hệ thống giáo dục tỉnh sớm hơn 2 năm, vậy thì ban đầu khi Trần Hán Thăng khởi nghiệp cũng không cần phải nghĩ cách tiếp cận mình nữa rồi. Tiếp theo, chúng tôi xin mời lên vén tấm biển tên mới. Về sau, trên bằng tốt nghiệp sẽ được đóng dấu là Đại học Tài chính Kiến nghiệp rồi. Phong cách mạnh mẽ được nâng cấp trong nháy mắt. Bước tiếp theo viện tài chính. Không đúng, là Đại học Tài chính rồi. Mục tiêu tiếp theo của Đại học Tài chính là từ hai loại thăng lên thành loại là từ loại 2 thăng lên thành loại 1. Còn lấy được nhiều chút điểm ủy quyền của học vị tiến sĩ thạc sĩ. Bằng không, toàn bộ sinh viên đại học sẽ đi tới những trường học khác. Không giữ chân được nhân tài. Học viện Khoa học Xã hội và Nhân văn của Đại học Tài chính Kiến nghiệp có một sinh viên năm 2 như vậy. Cậu ấy lợi dụng thời gian rảnh rỗi, ngoài giờ sáng tạo ra công ty vận chuyển Rocket 101. Học chuyên môn, phục vụ cho sinh viên, lớp trường chúng ta nhìn còn khá là ăn ảnh. Không đúng, tôi cảm thấy cậu ấy vẫn hơi căng thẳng. Có lẽ lớp như vậy không giống với lớp trường thường ngày. Ấu sở, tớ cảm thấy về sau cậu kết hôn chắc chắn là sẽ là một ông xã lồ. Ông xã? Cậu sắp xếp quần áo cho Trần Hán Thăng mà cũng có thể vui vẻ thành như vậy. Quả là làm mất mặt đồng bào phái nữ chúng tớ. Trần Hán Thăng, cậu rốt cuộc là đã tu được bao nhiêu phúc mới có thể tìm được người con gái như là Thẩm Mẫu Sở cơ chứ? Thật là không chịu nổi mà. Mẫn Mẫn, Thẩm Mẫu Sở bắt đầu từ 11 rưỡi cho tới hiện tại là 12 giờ 10 phút. Vẫn luôn lăn nông cho quần áo của đồng hương của cậu. Tớ vừa mới chọc một cái, cậu ấy còn không vui vẻ. Sao cậu lại rõ ràng về thời gian như vậy? Tớ con mẹ nó rốt cuộc là nhàm chán biết bao nhiêu cơ chứ. Vậy mà lại nhìn người ta lăn nông cả tiếng đồng hồ, đẹp. Thôi bỏ đi, đừng nói chuyện này nữa. Có khả năng là Rocket 101 sẽ lên tin thời sự của đài truyền hình Kiến nghiệp. Ban nãy tớ mới nghe Thương Nghiên Nghiên nói. Thật hay giả vậy? Lời nói của loại người như là Thương Nghiên Nghiên không thể nào tin cả đâu. Thật đó, nói không chừng nào buổi tối còn có thể nhìn thấy đó. Ấu sở, cậu đã tìm được một người bạn trai tốt nhé. Tiếp sau đây sẽ thông báo cho mọi người. Năm gần đây, dưới sự cổ vũ của chính sách quốc gia, sinh viên dự nghiệp mở các trường đại học ngày càng xuất sắc. Thành Đại học Giang Năng, Thành Đại học Giang Năng, Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Tài chính Kiến nghiệp có một vị sinh viên năm 2 như vậy. Cậu ấy đã lợi dụng khoảng thời gian nhàn rỗi, còn lại sáng lập ra Rocket 101, một công ty vận chuyển chuyên môn phục vụ cho sinh viên. Đã dẫn được sự quan tâm cùng với phản ứng cực lớn ở tỉnh Tô Đông. Chúng tôi rất tán thưởng hành vi này. Đây. Lương Mỹ Quyền, em mau lại đây. Con trai của em lên TV rồi. Có phải là tên khốn đốn? Tên khốn đốn? Đã làm chuyện phạm pháp gì? Kết quả là bị các cảnh sát bắt lại hay không? Sinh viên đại học tốt nghiệp thông qua dự nghiệp có lợi với việc bồi dưỡng năng lực, tự lực cánh sinh cho bản thân, cùng với tinh thần chịu khổ chịu khó, thực hiện giá trị của bản thân. Hành vi của bạn học Trần Hán Thăng đáng được cổ vũ và khởi xướng, cũng đã thể hiện sự cố gắng ở trong mảng dẫn dắt sinh viên tự chủ dự nghiệp của Đại học Kinh tế Tài chính Kiến nghiệp. Đại học Kinh tế Tài chính chúng tôi vẫn luôn kiên trì bồi dưỡng nhân tài. Đây là ai? Trần Hán Thăng đâu? Năng lực ra tay cùng với năng lực xã giao của bạn học Trần Hán Thăng này đều rất mạnh. Chúng tôi đã dạy theo năng khiếu, cử thầy phụ đạo dự nghiệp có kinh nghiệm và tài nguyên giúp đỡ. Thái Khởi Nông, hiệu trưởng Đại học Tài chính Kiến nghiệp. Sau tin thời sự về Rocket 101 mà Trần Hán Thăng không ra nói chuyện, hiệu trưởng của bọn họ ra nói làm gì?
bởi vì loại tin tức này chính là dùng Trần Hán Thăng và Rocket 101 để làm nổi bật Đại học Tài chính. Không phải phỏng vấn riêng, có lẽ là sẽ không nhận ra phỏng vấn. Lại nói ban nãy tin tức cũng đã đưa ra ảnh của Trần Hán Thăng rồi. Tiếp theo đây sẽ đưa tin về tin tức tiếp theo. Con trai đang học đại học mà đã được lên đài truyền hình, lúc trước nhìn thấy những trạng nguyên kỳ thi đại học nhận phỏng vấn, trong lòng của em ngưỡng mộ biết bao nhiêu, không ngờ tới bản thân nay cũng có một ngày này. Chuyện này có thể giống nhau hay sao? Người ta đó là trạng nguyên kỳ thi đại học đó. Có phải là chưa tắt vòi nước hay không? Ấy à, lo lắng thứ khốn kia lên em quên mất tiêu luôn. Hình dáng vui vẻ mừng cho thằng bé kìa. Quê hương của chúng ta trên mảnh đất ruộng đồng hy vọng, quay bếp bay lơ lửng trên những căn nhà mới. Đặt vào bình thường, cô ấy đã sớm bắt đầu phiền muộn rồi. Con trai của mình lên TV rồi, nên để cho bạn bè, người thân cùng biết việc này. Lão Trần, ông qua đây chút đi. Tin tức này, chưa ngày mai sẽ chiếu lại nhỉ? Bình thường mà nói thì sẽ. Rốt cuộc là có chiếu hay không? Tôi muốn một câu trả lời thành thật. Lúc trước đó đều chiếu lại, ngày mai không xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì cũng sẽ chiếu. Tính cách của hai cha con nhà này thật là chẳng giống nhau tẹo nào. Trong miệng của Trần Hán Thăng rất ít xuất hiện từ có lẽ. Không xảy ra chuyện ngoài ý muốn bình thường, loại từ trình độ này chắc chắn là thằng bé sẽ thẳng thắn rồi mới nói. Buổi trưa ngày mai tới nhà bố mẹ ăn cơm đi. Đây là muốn đi khoe hay sao? Không cần phải vậy chứ. Không cần vậy chứ cái gì? Đây gọi là chia sẻ niềm vui với người thân. Em phải gọi điện thoại cho hắn Thăng xem thằng bé đang làm gì mới được. Mẹ, chuyện gì vậy? Không có chuyện gì khác. Con lên TV sao không nói với trong nhà một tiếng? Bố mẹ cũng nhìn thấy rồi. Con còn tưởng rằng Cảng Thành không nhận được kênh truyền hình của Kiến Nghiệp ư? Cô Giang Long không nhận được. Chẳng qua đài truyền hình Kiến Nghiệp thì được. Bên cạnh con là ai vậy? Gì à, con là Tiểu Ngư nhỉ? Tiểu Trần đang ăn cơm cùng với bọn con. Các con cứ ăn thong thả. Trần Hán Thăng chưa mai điện lại cho mẹ. Vâng. Trần Hán Thăng thì ra cậu là Đại học Kinh tế Tài chính à? Cậu cũng điệu thấp quá rồi đó. Bên phía cửa thành phố mới mở một cửa hàng đồ nướng, Tiểu Ngư Nhi ham ăn đã kéo Trần Hán Thăng tới. Bạn cùng phòng nghe nói Trần Hán Thăng lại lên đài truyền hình Kiến Nghiệp, cũng quấy đòi cậu ấy mời. Trên đường gặp mấy người Cao Văn đang đi điều tra nghiên cứu công ty Thâm Thông, dứt khoát cùng kéo cả đi cùng. Đàn em Trần lừa chúng tôi khổ thật đó. Chẳng trách ban đầu cậu ấy cứ luôn Rocket 101 chỗ này không được, chỗ kia không được. Tình cảm của Rocket 101 chính là do cậu ấy sáng lập. Khi đó chúng tôi cũng oán hận cái tên nói như rồng neo, làm như mèo mửa này nữa. Đàn chị Cao là oán hận lợi hại nhất này. Tiểu Ngư Nhi xinh đẹp như vậy, điều kiện gia đình cũng tốt. Trần Hán Thăng lại là ngôi sao sự nghiệp của trường đại học ở Kiến Nghiệp. Hai người ngược lại khá là xứng đôi. Nào có, gia đình của tôi thật sự là bình thường thôi. Diện mạo cũng chỉ bình thường, không có gì đặc biệt. Không sai, thật ra tôi chỉ là giao hàng, kiếm chút tiền nhỏ mà thôi. Thành rồi. Tiêu Dung Ngư bình thường không có gì đặc biệt, Trần Hán Thăng kiếm chút tiền nhỏ. 10 năm sau tôi sẽ lấy ra câu nói này, mọi người nói xem có khi nào sẽ trở thành một trò đùa hay không.